你想到Xuka还是Xuka被人家给嘞？Xuka得了。Mày này rất là ngon, món này Xuka rất là ưa thích. Ngon không? Bi ơi, nhìn gì đây? Trông bi tồi nhờ, Bi muốn ăn mì nhưng mà không được ăn. Bi đói bụng, Bi không đói bụng nữa. Thế làm gì đấy? À, cà chua mà. Ngồi đấy, sao? Sao? Mình ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Bạn đã nấu cái này, cái Xuka. Biết là lấy cái mì cho bạn đấy, lấy mì xù đâu với cho bạn. Đâu tủ á. Lấy đây, xù, tủ. Lấy đi bán nhá. Đây, đây, đây. Để nấu ăn xưa. Bạn lên đây đi. Rồi, đi đợt này nói chung đến chút đỡ bổ rất nhiều. Này đây, mang này đây ba. À đây, cẩn thận. Rồi, ba lấy nhé. Rồi, ba lấy mì. Rồi, ba lượt cái Xuka làm mì. Ba lấy đấy. Đúng rồi đấy. Đấy là không? Chưa. Đấy, 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 chưa, không chưa ăn được. Đấy, ba lấy. Rồi, cháu ăn thêm nhé. Rồi. Nha, cho ba luộc cái này nhá. Đi ngồi đấy chơi ba. Đi ngồi đấy nhá, để ba luộc cái này nhá. Luộc cái này để mình làm món cho Xuka. Đi ngồi đấy chơi nhá. Ngồi đây chơi bán nhá. Ngoan, đi ngoan, đi với giúp bố. Cảm ơn đi nhá. Đây để cho Xuka. Nó ngồi đấy đi. Ngồi đấy. Thì là ba làm món kia cho Bia. Món này ba làm cho Xuka để Xuka đi học tiếng Anh. Nhá. Bán bọc vỏ cà chua đây. Vỏ cà chua để mình làm món mì trứng, mì can, mì trứng xào, thịt, đây thịt băm đây mọi người, thịt băm, đấy. Thứ thứ đi đây nhá, đi ngồi đấy đi, đi đâu đây, làm đi ngồi đấy cho chơi bán, làm đi ngồi xuống ghế đi, Bi ơi, đi đâu rồi, ngồi ghế đi. Đi chừng đó Xuka, Xuka về nhà đi lên. Xuka tới là. Đi. Ôi đi chạy mà con à. Vâng, ba đi. Đây, ba bị đi đang nấu món mì Haliti cho con. Mì gì ạ? Đây, mì đây này. Ôi, sao cũng tắt luôn. Con lấy tắm đi, thì nó đi học. Nhá. Con lấy tắm nhá. Ngồi trong đây. Ngồi trong đây. Đi ngồi đấy nhá. Hả? Mình ba làm món mì. Mì trộn này cho Xuka. Mì này, mì trứng này rất ngon. Đi ạ. Đi vào đây đi, đi vào đây. Ăn món, con hôm nay bắt đầu là phải yêu thương chị Xuka nhiều hơn nữa. Đấy. Đấy, mì xôi rồi kìa. Con xem mì trộn xôi. Con xem mì kìa. Cà chua Bi, Bi ăn cà chua, ăn cho Bi miếng nhá. Ngon không?
Thôi được rồi. Như đấy. Tánh nhá, tánh nhá. Để ba làm. Để ba làm mâm mì này cho Xuka nào. Rồi để ba nấu cho Xuka nó. Úi, nước sôi. Rồi, Xuka đây. Đi lên đi ngồi. Cái mì này sản xuất ở Nhật. Nhật Bản. Mì à? Rồi, được rồi. Đầu tiên là mình cho dầu vào nhé, dầu ăn, đấy một ít dầu ăn, thêm lên vào, đấy, mình đánh tay ra, Xuka ơi, con tắm đi, nhá. Tám này xuống ăn đi học. Chúng ta là hàng tuần vào thứ hai, và thứ tư là chúng ta phải đi học tiếng Anh. Vậy, chúng ta phải đi học thường xuyên. Ok, mắm. Nước mắm là một cái gia vị không thể thiếu ở Việt Nam nhé. Mọi người ở đến Việt Nam này sẽ luôn nhà nào có nước mắm. Không biết mình nên nước các bạn có nhìn được mắm không? Giảm nhỏ lửa thôi, cái này giảm nhỏ lửa. Rồi, đi qua đây ngồi, đi qua ngồi, đây ngồi, đi qua ngồi nhé. Đây ngồi. Đấy, thì đi ra lên. Chúng ta đang đi tắm. Hả? Ở tận đây. Chúng ta đang đi tắm mà. Đi nhở? Thì hôm nay giỏi đấy. Hả? Hôm nay giỏi đấy. Con mì vào nhá. Mì trứng nhá. Rất là ngon, món này Xuka rất là ưa thích. Thế đến là đây, trứng này là trứng gà nhé. Bibi rất là tập trung nhé. Bibi là người giám sát và trong khâu chế biến. Món này nấu vị hành tây nhé. Không hành tây thì rất là không là ngon. Là món mì là mình sẽ múc ra Xuka nhé. Đi chỗ đấy đi, đi chỗ đấy, lấy cho má. Đấy, ngồi đây, ngồi đây ghế. Đi ngồi đây ghế. Đây ghế, ngồi đây. Giỏi lắm. Đó. Món mì này rất là ngon nhé. Xuka thì ăn ít hơn chip. Mà bấm mì trứng, là trứng cà chua. Đó. Rồi, đi giờ sang ngồi đấy nhá. Món này của Xuka nhá. Xuka nhá. Xin gọi chị xuống ăn đi. Gọi chúng ta xuống à. Xuka ơi, đi lên gọi con đi cơ. Ok.
Bi ơi, cá ơi, chạy lên ra đây. Đi lên khỏi con chó tôi mà cá. Dạ. Bi ngồi đây, con ngồi đây đi. Mì của con trong này đấy. Mì mì trứng. Thì ăn từng này nhá. Mà cái này là mọi người, đây là hoa quả nhé, hoa cả với cá gai hạt rất là bổ dưỡng của Bibi, cái này rất tốt cho dinh dưỡng của Bibi. À, con ăn đi, đi ăn đi, đi ăn đi. Ngon quá bạn. Hôm nay đi đi chỗ rửa sữa đây. À, để vào xúc Bibi nào. Ngon không? À, để mình lấy này, để mình lấy này. Ăn đây là cái nước này. Không biết. Nào đi. Để mình lấy đó. Ở đây. Làm từ hoa quả. Đây, bố mua ở Nhật. Ngon nha. Ngon con. Không biết ở đây đã ăn gì. Dừng nữa. Dừng nữa. Ngon đó. Ngon đó. Cảm ơn đó. Uống mình đâu đi. Không, mì không ăn được đâu. Mì đây của Xuka đó. Mì có đất tàu dầu của mỡ ăn không được nhé. Đi có vẻ thích mì của con. Đi, đi, đi ngồi đây. Mì không ăn được. Ngon được nhé. Ăn được nhé. Ngon được nhé. Nhớ. Hả? Nhớ. Nè. Uống nước đi. Đi một ăn mì của con đấy. Không được. Xuka làm gì lấy con dầu. Có thịt. Không ăn được ngay chưa. Nào, đi ăn cái này nào. Đi. Đi ơi. Uống nước đi. Trời ơi. Bia ơi, nhìn đi đây. Trông đi tội nhờ, đi món ăn mì nhưng mà không được ăn. Bia đói bụng, bia không đói bụng nữa. Bia ra đây. Bia, Bia. Đây. Rồi. Thôi. Nào. Nhìn gì mà xin đây. Thôi Bia qua đây. Qua đây, để gì ăn đi. Nào ngồi đây nhé. Ngồi chị chị đây. Đi, uống nước này. Nào, uống nước đi. Làm mình nước đó. Ăn đồ khô uống nước. Nào, đi. Nào. Nào vậy. Đi có vẻ rất là thèm mì mà người ạ. Đi có vẻ chăm chú đem mì vào Xuka đó. Để ba lấy cái cây nhá. Để ba lấy cái cây nhá. Đây. Cái cây này. Ăn cái cây này. Này rất là sạch. Nhìn này. Đấy. Tôi ra lấy gì ở Xuân Tuấn? Con ăn được ba lấy có phần nhiều không? Đó, để ba lấy mì cho nó. Ít nữa, bánh nữa. Con này con ngồi đấy đi.
Biết trái cây đi. Ăn trái cây đi. Đi ngồi đấy. Cầm đi lên này. Nha. Được. Đi vẫn chết được uống sữa đó. Nghe nhá. Đó cái của Xuka mà. Nào Bi, ngồi đấy. Ngồi đấy. Nào. Uống sữa chết uống được. Nào Bi đã bị thèm nhưng mà Bi chết được uống. Nào Bi ăn nào. Sao vậy? Mà kêu nữa nè. Đi đâu đây? Con đi thèm sữa. Con đồng sữa nhá, nhá nhá. Để chết được đi, đâu đây? Thấy không? Nó nè. Đi đấy. Đi. Nho nào đấy em đi ăn vỏ nhỉ? Ba bên à? Ba bên. Ba bên đi rửa tay nhá. Đi ra ghế ngồi đi. Đây ba cầm đi học đi con. Đi đánh ra để ba đau thôi.